Xin kính chào quý các bạn đang đến với kênh YouTube của Bóng Đá Plus. Vào buổi tập ngày hôm qua, ngày 18 tháng 2 của đội tuyển U23 Việt Nam đã diễn ra muộn hơn so với các buổi tập trước. Mục đích là giúp cho các cầu thủ thích ứng với khung giờ thi đấu cũng như làm quen được ánh đèn, chuẩn bị cho trận giao quân gặp U23 Singapore. Buổi tập của U23 Việt Nam diễn ra trong vòng 1 tiếng đồng hồ, kéo dài từ 18 giờ đến 19 giờ tại sân tập quân đội. Đây là buổi tập làm quen ánh đèn duy nhất của các học trò huấn luyện Đinh Thế Nam trong kế hoạch hướng đến trận giao quân tại giải U23 Đông Nam Á năm 2022. Trong phần làm nóng của buổi tập làm quen ánh đèn, các cầu thủ đã được chơi trong trò chơi khởi động. Đây cũng là cách giúp học trò xua tan đi những băn khoăn vừa xuất hiện khi có 5 thành viên của đội bị nghi dương tính với Covid-19, đồng thời tạo ra sự hưng phấn và sảng khoái cho các cầu thủ còn lại. Sau phần khởi động này, U23 Việt Nam thực hiện các bài tập truyền dài để tạo cảm giác quan sát cũng như các bài tập phối hợp ở phạm vi nhỏ trên một khoảng sân nhất định. Nhìn chung, buổi tập diễn ra khá hứng khởi và giúp cho các cầu thủ lấy lại được sự cân bằng cần thiết. Trong buổi tập, đại diện của phía Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cũng đã đến hỏi thăm, động viên toàn đội. Tuy nhiên, do yêu cầu về công tác phòng dịch, nên hai thành viên của Đại sứ quán chỉ có thể trao đổi với trưởng đoàn Lưu Quang Điện Biên. Từ khán đài sân tập với khoảng cách an toàn và ngồi trên khán đài quan sát thầy trò huấn luyện Đinh Thế Nam suốt buổi tập. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ được xét nghiệm Covid-19 vào lúc 10 giờ sáng nay. Những cầu thủ âm tính sẽ được thi đấu. Liên quan đến các thành viên bị nghi dương tính với Covid-19, chiều ngày 18 tháng 2, cơ quan của ban tổ chức đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để xét nghiệm nhanh tại chỗ cũng như PCR. Kết quả xét nghiệm nhanh cho biết 4 cầu thủ tiếp tục dương tính, nhưng trợ lý lại có kết quả âm tính. Do vậy, những cầu thủ ở chung phòng với 4 cầu thủ bị dương tính cũng như các thành viên của ban huấn luyện đã phải đeo khẩu trang cả ngày ngay khi ra sân tập luyện. Vào lúc 19 giờ tối nay theo giờ Việt Nam, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Singapore. Trước khi màn so tài này diễn ra, U23 Singapore đã đối đầu với đội bóng còn lại của bảng C vòng chung kết U23 Đông Nam Á năm 2022 là U23 Thái Lan. Đại diện đến từ đảo quốc Sư Tử đã thua với tỷ số 1-3 trước U23 Thái Lan. Dựa trên kết quả và màn trình diễn của hai đối thủ, U23 Việt Nam quyết tâm tìm kiếm một thắng lợi với cách biệt từ 2 bàn trở lên, qua đó tạo nên lợi thế cho màn so tài với U23 Thái Lan khi tranh ngôi nhất bảng, tương đương với vé trực tiếp vào vòng bán kết U23 Đông Nam Á 2022. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 2 tới. Cần nói thêm, lực lượng U23 Việt Nam tham dự U23 Đông Nam Á 2022 lần này là những cầu thủ U21. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của Đinh Thế Nam đã tích cực chuẩn bị cho giải đấu này xuyên suốt Tết Nhâm Dần. Cùng với đó, U23 Việt Nam cũng có những trận đấu tập để cọ sát, kiểm nghiệm đội hình và lối chơi khá bổ ích cho các đội bóng trẻ và hạng nhất. Trong đó, Quang Ngo và các đồng đội đã đánh bại U19 Bình Dương với tỷ số 3-0 và hạ Long An với tỷ số 4-1. Về phía U23 Singapore, như đã đề cập, đội bóng này đã thua U23 Thái Lan cách đây ít ngày với tỷ số 1-3. Đội bóng này cũng chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19, dẫn đến thiếu hụt về nhân sự. Cho đến hiện tại, U23 Singapore chỉ có chưa đầy 20 cầu thủ đăng ký thi đấu. Đánh giá về U23 Singapore, huấn luyện viên Đinh Thế Nam của U23 Việt Nam cho biết, U23 Singapore có những trung vệ và tiền đạo có thể hình tốt, lối chơi triển khai nhanh bằng các đường truyền dài nhằm đến sau lưng hàng thủ đối phương và tập trung nhiều cho cầu thủ Ihan Fandi. Thể lực của họ cũng tốt, thi đấu nhiệt tình. Tôi không biết họ có thay đổi khi gặp U23 Việt Nam hay không, nhưng sơ đồ ban đầu của họ là 4-5-1. Sang hiệp 2, sau khi bị Thái Lan gỡ hòa một đều, họ lại chuyển sang chơi sơ đồ phòng ngự 5-4-1. Nhược điểm khi phòng ngự của họ là không gây áp lực tốt lên tầm cao và đủ mạnh mẽ. Hầu như họ chỉ lùi về nửa sân và co cụm ở 2/3 sân nhà để tổ chức phòng ngự. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Singapore sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 19 tháng 2 và được trực tiếp trên kênh FPT Play, VTV5 và VTV6.